Một tài xế ở Trung Quốc đã gặp một hành khách bí ẩn và kỳ lạ chưa từng thấy. Người này liên tục chuyển tiền cho bác ấy và sẵn sàng trả 10.000 tệ, tức hơn 34 triệu đồng cho mỗi lần bác chở anh ta vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, tài xế đã có lựa chọn khác đi. Cụ thể, một tài xế họ Sài ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đón một vị khách đặc biệt. Trông anh ta chỉ như một người đàn ông khoảng 30 tuổi bình thường, nhưng vừa ngồi lên xe thì sự đặc biệt mới được bộc lộ. Bác Sài kể với mạng phát thanh truyền hình Hà Nam rằng, lên xe một cái, vị khách bảo bác đưa mã QR cho anh ta. Bác làm theo thì anh ta chuyển luôn cho bác 9.000 tệ, tức 30,8 triệu đồng rồi nói rằng, rời khỏi đây mau lên. Khi bác Sài lái xe đến giao lộ đầu tiên, đèn giao thông chuyển đỏ, vị khách bảo bác cứ vượt đèn đỏ đi. Bác giải thích là bác không dám vi phạm luật giao thông, nhưng người kia gạt đi, nói sẽ trả cho bác 10.000 tệ, tức hơn 34 triệu đồng cho mỗi lần vượt đèn đỏ. Thế rồi lập tức bác Sài nhận được tiền 3 lần, mỗi lần 10.000 tệ, có thể hiểu là để bác vượt qua 3 cái đèn đỏ. Như để bác Sài khỏi nghi ngờ, vị khách kia cho bác xem tài khoản Alipay của anh ta, trong đó có hơn 10 triệu tệ, hơn 34 tỷ đồng. Bác Sài bắt đầu cảm thấy lo sợ vị khách này, nhưng còn sợ bị cảnh sát bắt hơn nữa, nên bác từ chối vi phạm pháp luật. Bác mở điện thoại ra gọi cảnh sát, lúc này vị khách có vẻ rất cáu gắt và bắt đầu đập vào cửa kính xe. Bác Sài càng hoảng hốt hơn nên khi đi được tổng cộng 4 km, bác tấp vào cạnh một chiếc taxi đang đỗ ở lề đường để nhờ giúp. Thấy tài xế rất rắn, vị khách đã ra khỏi xe và bỏ đi một mình. Bác Sài đã báo cáo sự việc với cảnh sát và nói mình muốn trả lại 39.000 tệ lại cho vị khách. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận rằng vị khách kia mới cãi nhau với gia đình nên tức giận mà nhảy lên xe taxi. Việc người đó bảo bác Sài vượt đèn đỏ cũng là do anh ta đang bị kích động tâm lý.